Ok, hello tất cả em nha, lại mình Sima đi em ơi. Chúc anh em có ngày mới thật lợi em à. Hôm nay là tôi quyết định cũng như là tạo game mới anh em ơi. Ủa gì bữa nay hai tạo game mới đó anh hai? Trời ơi là trời, không lẽ không tạo mày. Tính ra là mình bị mất hàng mấy ngày nay rồi anh em ơi, cho nên là hôm nay mình quyết định cũng như là tạo mới anh em à. Thì mình không mượn hạt của May hoài anh em ơi. Tại vì May nói chung là cũng leo canh thách đấu ấy. Thì khả năng cao là tôi mượn quay clip cho anh em xem hoài cũng không được anh em à. Để cho May cũng như là leo canh anh em ơi. Thì dạo hôm nay tôi có mượn hạt của May cũng như là quay video short này, cũng như là quay những video khác anh em. Đấy thì tôi mang bộ đồ tủ của tôi luôn anh em ơi. Đấy thì ra là hạt của May có khá là nhiều bộ đồ mà y chang của tôi luôn anh em à. Thì hôm nay là tôi vừa tạo một cái hạt mới, nhưng mà tôi nghĩ là hạt mới của tôi cũng không có đồ gì mới đâu anh em ơi. Anh hai là em đầu tư lại cho anh hai. Phải rồi, vậy sao mày không để xài đi mà đầu tư tao mày? Thôi em nãy em có hẹn cái mới chơi, có hẹn thôi à. Ok, thì từ nãy đến giờ là nói chuyện với bé Lâm á, nó cũng không chịu là lấy số kim cương đó để dành cũng như là đầu tư hạt cho nó anh em ơi. Nó nói là đầu tư cho cái hạt mới mình tạo anh em à. Nói chung hạt mới của tôi tạo cũng không có đồ gì anh em ơi. Với lại là tôi cũng đang là cần kim cương ấy. Tại vì số kim cương mà ở trên shop của tôi là chủ yếu để tặng cho mọi người. Nếu mà tôi rút ra là coi như là không có đủ kim cương để tặng cho những bạn mà trả lời câu hỏi đúng ấy. Là những bạn đó trả lời câu hỏi đúng mà không có kim cương là toan anh em ơi. Ok, nói chung là hiện tại Lâm nó nói là có 2200 kim cương anh em à. Chắc có lẽ là tôi nghĩ ok ấy. Tại vì trong game hiện tại là đang có shop huyền bí anh em ơi. Hy vọng là tôi đầu tư được một ít đồ cũng như là quay clip cho anh em xem. Tại vì hạt mới tôi chỉ cần đồ thôi chứ không cần skin súng đâu anh em ơi. Ok, bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ vô cũng như là đầu tư hạt luôn nha anh em ơi. Ok, thì cuối cùng là tôi đã vô trong cái hạt mà mới tạo của tôi anh em à. Thì hạt này tôi mới tạo tức thì thôi anh em ơi. Thì tôi đặt tên là Sima mất hạt. Và nếu như mà anh em nào muốn chơi chung với tôi á, thì nhớ là các bạn tên game này nha. Hiện tại là bé Lâm nó rút cho tôi là 2200 kim cương anh em à. Tôi không biết là số kim cương này tôi mua được bao nhiêu bộ đồ nữa. Nhưng mà thôi, nói chung là bé Lâm nó đã đầu tư cho tôi, coi là tôi mua để xem là bao nhiêu bộ đồ nha anh em ơi. Đây rồi anh em ơi, shop huyền bí. Đây chính là lần đầu tiên mà tôi chơi shop huyền bí này luôn anh em ơi. Từ ngày mà mất hạt tới bây giờ luôn ấy. Bao nhiêu phần trăm đi, bao nhiêu chữ anh gờ gán ơi em mới bị mất hạt. Úi ủi, 68% anh em ơi. Rồi ok, cuối cùng là tôi đã có mặt tại shop huyền bí rồi anh em ơi. Với 68% may mắn anh em à. Ok, để xem là tôi nên mua bộ nào anh em ơi. Đây bộ này nói chung cũng khá là đẹp nè anh em à. Từ từ, bây giờ tôi sẽ cho anh em xem là sơ qua cái số huyền bí để xem là có những món đồ gì nha. Ui dồi, bơm keo nữa nè anh em ơi. Căng đét thế nhỉ. Rồi, để xem là có những món đồ gì mà gọi là cực kỳ VIP nữa không anh em à. Ok. À, đây chính là phần đồ nữ anh em ơi. Ui dồi, hành động không anh em à. Ui, tính ra là nãy tôi cũng không có hành động ấy. Chắc có lẽ là tôi sẽ mua hành động anh em ơi. À, đồ cũng khá là VIP. Ui, có bộ đồ này nhìn chắc chơi người dơ thế nhỉ. À, đù, căng đét luôn anh em à. Ok, thì chắc có lẽ là tôi sẽ mua một gói đồ đầu tiên ở trong số huyền bí này luôn anh em ơi. Đó là bộ đồ gói điệp viên áo xám anh em à. Đây, bộ này nói chung là tôi thấy là chất chơi nhất ở trong số huyền bí luôn rồi. Với giá là 319 kim cương. Rồi, nãy thấy không, đồ này nói chung là cái áo là tôi thấy phối cái là hơi bị đỉnh luôn anh em ơi. Ok, bây giờ là chắc có lẽ tiếp theo là tôi sẽ tìm một món đồ đó tôi mua nha anh em ơi. Đồ này nói chung là tôi mua bộ này tôi xíu nữa sẽ suy nghĩ sao là có nên mua hai bộ này nữa không anh em à. Bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ mua hành động đi anh em ơi. Nãy tại vàng này là chưa có một hành động nào luôn, tại vàng mới tạo mà anh em. Đây hành động này anh em à. Ui hành động này tôi thấy là phải nói đi cà khịa là tôi nói là cây đỏ mặt luôn chứ còn gì nữa. Rồi bây giờ là tôi sẽ chuyển sang phần đồ nữ nha, để xem là đồ nữ có đồ gì biết không. À mua bơm keo anh em ơi, quên nữa, hàng này không có bơm keo anh em à. Đấy mua luôn anh em ơi, trang bị luôn chứ còn gì nữa. Nhưng mà tôi thấy là shop huyền bí lần này anh em là có cả skin súng luôn anh em ơi. 300+ kim cương là anh em có thể là mua được một cái skin súng rồi. Nhưng mà tôi thấy là skin này nó cùi vái cả trưởng luôn anh em à. Tôi khuyên anh em là không nên mua nha. Đây anh em ơi, tôi sẽ mua bộ đồ này nữa nha anh em ơi. Đó, đồ này mà kiểu phối với cái quần nữa thôi, hơi bị đỉnh luôn anh em ơi. Cái áo kia với lại cái quần này nữa là được của ló luôn anh em à. Ok, chắc có lẽ là tôi sẽ mua tiếp tục là hành động nha anh em ơi. Ui, từ anh em à, lướt xem có gì ngon không anh em ơi. À, bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ mua bộ đồ gói lữ khách hành hương anh em à. Hành động thì nói chung là mua sao đây anh em ơi, còn kim cương thì mua, không còn thì thôi anh em à. Tại vì mục đích của tôi là chủ yếu mua đồ mà anh em. Hàng chính của tôi thì nói chung là cũng không có đồ anh em ơi. Đây, hợp lý luôn anh em à. Ui, được ló luôn, mở luôn anh em ơi. Ok này. À, 514 kim cương tôi sẽ mua nốt luôn bộ này anh em ơi, gói bất cực quan nè anh em à. Nãy 319 kim cương. Ok, được ló luôn anh em à. Ui, bán rồi, cái quần đẹp thế nha, cái quần nhìn đúng chất luôn anh em ơi. Bây giờ là tôi còn 195 này, nói chung là 195 là tôi mua được một hành động nữa anh em ơi. Bây giờ là tôi sẽ mua hành động luôn nha. Tôi nói chung là cũng không cần kiếm đâu anh em à, chủ yếu là hành động với lại đồ anh em ơi.
Đây 159 kim cương đó, hợp lý liền anh em à. Còn đúng 36 kim cương anh em ơi. Á à, đu còn đúng cái nệt luôn anh em à. Còn cái nệt. Sao từ nãy đến giờ thì cuối cùng là tôi đã mua được 3 bộ đồ anh em à, với lại là 2 cái hành động anh em ơi. Đấy nói chung thì như thế tôi nghĩ là cũng được rồi. Hạn tôi hiện tại là cũng không có skin súng ấy, đang là súng mặc định anh em ơi. Tôi không biết là tôi bắn lại người ta hay không, tại vì hiện tại là game bây giờ là đang có rất là nhiều người có skin súng level 7 này kia ấy. Tôi mà cầm cái skin mặc định mà đối đầu với lại là skin súng level 7, nó bắn tôi 2 viên là nửa cái máu rồi anh em ơi. Tôi bắn nó phải nói là tầm 10 viên luôn ấy, nó mới chịu chết anh em à. Nói chung thì chịu thôi anh em ơi, bây giờ là tôi mất rồi cho nên là tôi phải chấp nhận thôi anh em à. Tôi biết ngay là khi mà tôi tạo mới anh em là chắc chắn là sẽ có người khinh thường tôi anh em ơi. Và thanh niên đang đối đầu với tôi là đang khinh thường cũng như là tôi vừa gãy kèo solo anh em ơi. Tôi xin vô nhóm chơi game chung thì nó nói là nghèo có kiểu không cho chơi, thật sự là rất là cay luôn anh em à. Ok, bây giờ là tôi cố gắng như là cho thanh niên này bài học nha anh em ơi. Đấy, ok bây giờ là 1-0 anh em à, được của nó rồi. À, từ nãy đến giờ chưa like tôi nhớ là cho tôi xin một like nha. Tôi không nghĩ là bé Lâm nó lại lấy cái số kim cương của nó cũng như là đầu tư cho ạc của tôi anh em ơi. Thật ra là tại vì ạc của nó cũng bị mất á anh em. Tôi cứ nghĩ là nó đầu tư cho ạc của nó chứ không phải là đầu tư ạc tôi anh em à. Nhưng mà bây giờ là tôi đã có ạc quay cho anh em xem rồi anh em ơi. Nói chung thì quay clip cho anh em xem là tôi mượn ạc của May mấy ngày nay thì May cũng không có leo ganh được ấy. Cho nên là tôi cũng khá là hãy nấy luôn anh em ơi. Tại vì tôi quay clip cho anh em xem á là lúc đó là May không có leo ganh được ấy. May hiện tại là cũng đang leo ganh thách đấu cũng như là đua top anh em ơi. Cho nên là anh em cũng biết là một khi là đã đua top ấy là không có ngưng nghỉ anh em à. Là người ta sẽ vượt mặt mình nếu mà mình ngưng ấy. Cho nên là tôi đành tạo một cái ạc mới cũng như là quay clip cho anh em xem thôi. Chứ mà không có ạc quay clip ấy thì nói chung là cũng toan anh em ơi. Ok, bây giờ là tỷ số 3-0 rồi anh em à. Cái tội khinh thường người khác đó mày. Dạ hôm nay là tôi thấy có một số bạn mà vô comment cực kỳ tiêu cực luôn anh em ơi. Nhưng mà tôi phát hiện ra là những bạn đó không có đăng ký kênh tôi anh em à. Tức là những bạn đó là thuộc dạng là công kích đó anh em ơi. Vô comment rồi chửi các kiểu ấy. Thì mình mong là những bạn nào mà gọi là hay xem kênh của mình đó mà thấy những comment đó thì nhớ là ghép lại họ cũng như giải thích cho họ biết nha anh em ơi. Cảm ơn em nhiều nha. Nếu như mà tôi biết địa chỉ nhà của Táo Đồng anh em là xác định tôi lên thẳng nhà của nó cũng như là đòi ạc luôn anh em ơi. Chứ không phải là tôi nhắn tin với nó này kia đâu. Với lại là mấy ngày nay tôi cũng thấy là nó không có on game anh em à. Chắc là nó sợ tôi đòi ạc ấy. Cho nên là nó cũng không on game anh em ơi. Tôi nghĩ là nó chơi cái ạc khác hay sao anh em à. À ngày mai chắc có lẽ là mình sẽ tạo một cái gì đó gọi là bất ngờ cho bé Lâm anh em ơi. Tại vì hôm nay là nó làm tôi khá là xúc động luôn anh em à. Số kim cương đó tôi không nghĩ là nó lại cho tôi luôn anh em ơi. Thì ngày mai tôi tìm một cái gì đó tôi cho nó lại coi như là có qua có lại anh em à. Chứ mà tôi nhận số kim cương đó tôi cảm thấy là ngại với trưởng luôn anh em ơi. À hồi nãy giờ thanh niên này cứ kiểu như là lãng lách với trưởng anh em ơi. À lãng hả mày. Rồi bây giờ là 6-0 anh em ơi. Được của nó rồi. Cái tội khinh thường người khác hả mày. Tới công chuyện bữa nay. Sẵn đây tôi sẽ thay mặt tất cả những anh em ở trên kênh cũng như là cho thanh niên hay khinh thường người khác một bài học anh em à. Tôi nghĩ là thanh niên này đây vì sao cũng còn khinh thường nữa anh em ơi. Cho nên là tôi phải cố gắng cũng như là cho thanh niên này biết là thế nào gọi là lễ hội anh em à. Đấy cây cú đỏ mặt luôn. Để nó không còn nhìn những cái người mà không có skin súng với lại đồ này kia bằng ánh mắt mà khinh thường nữa anh em à. À đây rồi yếu rồi anh em ơi. Một viên nó thôi là ngủm của tỏi rồi. Không cần phải bắn đầu này kia anh em à. Rồi bây giờ là tôi đã win với tỷ số là 7-0 rồi anh em ơi. Vãi cái nồi ảo ma Canada anh em ơi. Tôi vừa solo thắng xong cái nó ra nó nói tôi là xài red data rồi hack này kia. Rồi nó nói là tố cáo tôi với Ganna anh em ơi. Rồi ba nạt tôi ảo vãi nồi. Nhưng mà nó không biết tôi là đang ở trong đại lộ danh vọng Ganna anh em à. Ok thì bây giờ chắc có lẽ là tới phần câu hỏi như mỗi ngày nha. Anh em trả lời đúng này cũng như là mình tặng kim cương cho tất cả anh em luôn nha anh em ơi. Level 9 của bé Lâm đã bị mất cộng với level 9 của Sima đã bị mất bằng bao nhiêu level? Đó anh em nhớ là trả lời đúng này cũng như là kèm theo game nha anh em ơi. Đừng quên là lên shop simabit.com mình cũng như là quay em cương nha. Đường link tôi để phần comment cũng như là phần tả nha. Anh em nhớ là mở hộp quà để xem là anh em may mắn như quay nào cũng như là anh em quay để dễ gây em cương nha anh em ơi. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở video sau nha.